Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy hôm nay size lớn quý cô chú anh chị em. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình rất là nhiều loại nha. Đang rực rỡ hoa quý cô chú anh chị. Rồi anh chào Đông. Rồi chào anh Pháp Thái nha, chào cô chú anh chị nha. Lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đồng hồ em clip vừa rồi. Thì hôm nay cũng lên một số cây hoa giấy đang lên hoa rất là rực rỡ luôn anh chị ơi. Rồi mong cô chú anh chị sẽ xem video và ủng hộ em. Rồi địa chỉ vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784694419. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên ngay mã số 1 nha anh chị. Một cây rất là nhiều màu, hôm nay là lên siêu hoa rất là nhiều luôn anh chị ơi. Em đo được chiều cao là 70, tán ngang là 60. Quanh là quanh 17 anh chị ơi. Quanh 17 à? Dạ. Cây này gồm có trắng tuyết, hồng tuyết, đỏ rết pia, rượu vang, ca gia ta. Dạ, rất là nhiều màu dưa luôn. Dưa hấu anh chị em. Dạ. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 cho cây mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 là một cây dưa hấu nha anh chị. Cây dưa hấu vàng của anh chị em. Dạ. Rồi em đo được chiều cao là 65, tán ngang là 60. Hoành là hoành 17 anh chị ơi, một cây dưa hấu vàng. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 230.000. 230.000 cho cây mã số 2. Nó màu vàng về mình chơi Tết là rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rất là nổi bật cái nhà mình luôn. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cây ghép pizza anh chị ơi. Rực rỡ hoa của anh chị em. Rồi cây này em đo được chiều cao là 75, tán ngang là 65. Hoành là hoành 11 anh chị ơi, cây này nó bị lỗi nha. Rồi lỗi mấy cái ghế nha, em sale cho anh chị mình luôn. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu là giá là 230.000. 230.000 cho cây mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Tiếp tục là cây nhiều màu anh chị em. Siêu bông. Rồi cây này em đo được chiều cao là 90, tán ngang là 65. Và là hoành 14 anh chị ơi. Hoành 14. Cây rất là nhiều hoa màu luôn anh chị. Cũng vẫn là trắng tuyết, tím lá xanh, tím tuyết, hồng tuyết, đỏ rất bi da của anh chị em. Dạ. Rượu vang. Rượu vang còn rất là nhiều luôn, 5-6 màu anh chị ơi. Rồi mã số 4 này xin giao lưu là 350.000 anh chị ơi. 350.000 nha anh chị. Cho mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Một cây cẩm thạch tím siêu hoa anh chị ơi. Rồi em đo được chiều cao là 75, tán ngang là 80. Hoành là hoành 21 nha anh chị. Đây nó bị lỗi chút xíu. Khô nhẹ quý anh chị em. Rồi mã số 5. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 400.000 anh chị ơi. 400.000 cho cây mã số 5. Phơm tàn tròn quay ha. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 6. Một cây đỏ red pizza anh chị ơi. Lá cẩm thạch của anh chị em. Dạ. Dòng này cũng rất là mới luôn, hiếm luôn. Rồi cây này em đo được chiều cao là 1m, tán ngang là 80. Quá trời bộ đế này nó khủng anh chị ơi. Hoành là hoành 28 luôn anh chị. Đế rất là đẹp anh chị ơi. Đó. Cây rất là VIP luôn. Rồi mã số 6 nha anh chị. Cây này em xin giao lưu là giá là 1 triệu nha anh chị. 1 triệu. Cây này ghép xe của anh chị em. Dạ. Cho cây mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Tiếp tục là cây dưa hấu vàng luôn anh chị ơi. Em đo được chiều cao là 65, tán ngang là 55. Hoành là hoành 14 anh chị ơi. Hoành 14. Một cây dưa hấu vàng. Mã số 7. Rồi cây này em xin giao lưu là 220.000. 220.000 cho cây mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Cây đỏ lửa với cam lửa anh chị ơi. Đo được chiều cao là 80, tán ngang là 70. Hoành là hoành 15 anh chị ơi. Một cây hai màu lửa rất là đẹp luôn. Đỏ với cam. Mã số 8. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 cho cây mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Cây ca gia ta nha anh chị. Em đo được chiều cao là 85, tán ngang là 75. Hoành là hoành 22 luôn chị ơi. Để trắng sạch đẹp luôn nha. Mã số 9.
Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 500.000. 500.000 cho cây mã số 9. Cây rất là đẹp anh chị ạ. Rồi tiếp theo mã số 10. Tiếp tục là một cây nhiều màu anh chị ạ. Đo được chiều cao là 70, tay ngang là 65. Hoành là hoành 18 anh chị ạ. Cây này gồm có trắng tuyết, trụ vang và đỏ thách vi da. Dạ. 3 màu. Rồi cây này mã số 10, em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 cho cây mã số 10. Cây bông rất là đẹp anh chị ạ. Rồi tiếp theo mã số 11. Tiếp tục là cây cẩm thạch tím siêu hoa. Em đo được chiều cao là 80, tán ngang là 60. Hoành là hoành 19 anh chị ơi. Rồi thì cái này mã số 11, em xin giao lưu là giá là 450.000. 450.000 cho cây mã số 11. Rồi tiếp theo là mã số 12. Một cây cẩm thạch đỏ rất bia. Dạ. Xài lực quýnh cho em. Xài khủng không nha anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m, tán ngang là 90 luôn anh chị ơi. Hoành là hoành 35 luôn. Quá trời cái đế luôn anh chị ơi. Đế sạch đẹp ha. Dạ. Cây rất là đẹp luôn. Cây này hàng sưu tầm muốn chị. Dạ. Dòng này cũng rất là mới luôn. Đây. Hoa màu đỏ lá cẩm thạch nha. Rồi mã số 12 cây này em xin giao lưu là giá là 1.2 triệu nha anh chị. 1.2 triệu cho cây mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Cây chiều tím lá vàng. Dạ. Rồi em đã được chiều cao là 50, tán ngang là 65. Hoành là hoành 14 anh chị ạ. Cái này nó bị lỗi cái chỗ khô cái thân nhẹ ha. Dạ. Rồi mã số 13. Cái này em xin giao lưu là giá là 250.000. 250.000 cho cây mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Là một đỏ cây nhiều màu, da, bông trắng tuyết, rượu vang, tím lá xanh. Dạ. Mã số 14. Anh em đo được chiều cao là 65, tán ngang là 65. Hoành là hoành 16 anh chị ơi, mã số 14. Cây rất là nhiều màu luôn. Rồi cây này em xin giao lưu là 280.000. 280.000 cho cây mã số 14. Tiếp theo là mã số 15. Cây xài khủng muốn chị em. Dạ, rất là đẹp luôn. Đế sạch già ha. Cây này nhiều màu. Đo được chiều cao là 1m05, tán ngang là 80. Hoành là hoành 36 luôn chị ạ. Rất là đẹp luôn, khủng luôn. Cây này gồm có hồng tuyết, trắng tuyết là 2, tím lá xanh là 3, đỏ thách vi da là 4, tím tuyết là 5. Dạ. Kajata là 6. Rồi cây này mã số 15, em xin giao lưu là 750.000. 750.000 cho cây mã số 15. Xứng đáng luôn chị, cây rất. Dạ. Là già rất và rất già lực luôn anh chị ơi. Mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Hai màu anh chị em, Kajata và rượu vang. Dạ. Phối chung rất là ngọt ha. Dạ, em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 90 luôn, phủ kính lá anh chị em. Hoành là hoành 19 anh chị ơi. Đây nó hơi bị lỗi cái ghế này nha anh chị. Rồi mã số 16 anh chị ơi. Cây này em xin giao lưu là giá là 400.000. 400.000 cho cây mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. Tiếp tục là một cây đỏ ghét đi ra anh chị ơi. Mã số 17. Em đo được chiều cao nó là 80, tán ngang là 75. Hoành là hoành 32 luôn anh chị ơi. Cái này đế cũng rất là lực luôn anh chị. Mã số 17. Nó hàng sưu tầm anh chị ơi. Chia tay cành rất là đẹp luôn. Rồi mã số 17 cây này em xin giao lưu là giá là 850.000. 850.000 cho cây mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. Tiếp tục là nhiều màu siêu bông anh chị em. Dạ. Phơm rất là đẹp anh chị ơi. Em đo được chiều cao là 90, tán ngang là 75. Hoành là hoành 23 anh chị ơi. Cây này
thơm tàn rất là đẹp luôn. Cây này gồm có trắng tuyết, milo, đỏ rách vi da, tím lá xanh, tím tuyết, dưa hấu đỏ, dạ, cam lửa, kajata, nói chung là rất là nhiều màu anh chị. Dạ, mã số 18. Rồi cây này em xin Zalo là giá là 650.000 anh chị ơi, 650.000 cây mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Đây, rất là đẹp anh chị ơi. Tiếp tục là cây nhiều màu anh chị. Em đo được chiều cao là 90. Tán ngang nó là 60. Hoành là hoành 29 luôn anh chị ơi. Đó, đây nó hơi bị lỗi này chút xíu. Không sao chứ nha anh chị. Cây này rất là đẹp luôn, chia tay cành cực kỳ. Này phơm tàn nó chùi giống như một cái thác nước của anh chị em. Dạ. Rồi cây này với chày cái rễ đi chút xíu nha anh chị. Quá đá của anh chị. Dạ. Rồi cây này em xin Zalo là giá là 650.000. Đỏ rất pizza, milo, dưa hấu vàng, trắng tuyết, hồng tuyết, tím lá xanh, tím dạ, tuyết. Rất là nhiều màu luôn chị em. Cho cây mã số 19. Tiếp theo mã số 20. Ra được chiều cao là 75. Tán ngang là 80. Hoành là hoành 20 anh chị ơi. Đế này sạch đẹp luôn, rất là nhiều màu siêu bông anh chị ơi. Gồm có cam lửa, trắng tuyết, milo, phụng hoàng lửa, dưa hấu đỏ, dạ, rượu vang. Dạ, cực kỳ là nhiều màu luôn. Rồi cây này mã số 20 nha anh chị. Em xin Zalo là giá là 550.000. 550.000 cho cây mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21. Tiếp tục là cây đỏ ghét pizza anh chị ơi. Thơm tàn này rất là đẹp luôn. Em đo được chiều cao là 1m. Tán ngang nó là 85. Hoành là hoành 32 luôn anh chị ơi. Cây này đế rồi một cục luôn nha. Hoa thì rất là đẹp luôn. Rồi mã số 21 nha. Em xin Zalo là giá là 1.1 triệu anh chị ơi. 1.1 triệu cho cây mã số 21. Rồi tiếp theo mã số 22. Cây xài to của anh chị em. Tiếp tục cũng rất là nhiều màu của anh chị em. Dạ. Em đo được chiều cao là 1m1. Tán ngang là 80. Hoành là hoành 26 anh chị ơi. Mã số 22. Cũng 6-7 màu của anh chị em. Nhiều bông luôn anh chị. Dạ. Rồi cây này mã số 22 em xin Zalo là giá là 700.000. 700.000 cho cây mã số 22. Siêu lực ha. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 23. Cây này siêu lùng lực của anh chị em. Lùng lực rất là đẹp luôn anh chị em. Cũng vẫn là 6-7 màu của anh chị. Em đo được chiều cao là 75. Tán ngang là 80. Hoành là hoành 30 anh chị em. Đế già sạch ha. Nó bị chạy cái lưng thôi. Dạ. Chạy nhẹ anh chị. Không sao hết. Cây rất là đẹp luôn. Rồi mã số 23. Cây rất là đẹp luôn. Rồi em xin Zalo là giá là 650.000. 650.000 cho cây mã số 23. Rồi tiếp theo mã số 24. Cũng là cây cuối clip ngày hôm nay luôn anh chị ơi. Cây này cái form nó gom rất đẹp dạ, của anh chị em. Nó được chiều cao là 1m. Tán ngang là 90. Hoành là hoành 23 anh chị ơi. Cây rất là đẹp luôn. Nhiều màu này gồm có trắng tuyết, tím tuyết là 2, đỏ rách pizza là 3, rượu vang là 4, kajata là 5, milo là 6. Dạ. Rồi mã số 24. Cây này em xin Zalo là giá là 700.000. 700.000. Cây rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rồi đây cũng là cây cuối của clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cái kênh của anh Thái nha. Em cảm ơn ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Đông nha.